Chào mừng các bạn đã trở lại với video thuộc chủ đề số 2 và bộ video số 11 của kênh Ruby Show. Trong video và bài viết trong video này thì mình sẽ đưa các bạn tới xứ sở chùa vàng và xứ sở của những nụ cười thân thiện, đất nước Thái Lan. Và cụ thể là thủ đô Bangkok. Có phải các bạn hay đọc là Bangkok đúng không? Nhưng mà cách đọc chính xác của nó phải là Bangkok. Thái Lan là một đất nước nằm ở ngay trung tâm của vùng đất liền của khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Và đất nước này nằm ngay sát cạnh bán đảo Đông Dương, là bao gồm đất nước của chúng ta, Lào và Campuchia. Theo như mình thấy thì đất nước này có rất nhiều điểm tương đồng với nước Việt Nam của chúng ta, như là người dân của họ có rất nhiều nét mặt cũng như là nước da tương đồng với chúng ta, và họ cũng là những người rất vui vẻ, thân thiện. Điểm tương đồng thứ hai là ở đất nước này thì Phật giáo rất được tôn trọng. Và mình cũng xin được chia sẻ với các bạn một số thông tin là ở đất nước này thì Phật giáo được xem là quốc giáo, và nó còn được tôn trọng và tôn sùng còn hơn cả hoàng gia và đức vua nữa. Mặc dù thi thoảng chúng ta vẫn gọi đất nước này là Vương quốc Thái Lan. Và ở đất nước này thì chùa chiền luôn luôn được tu bổ và bảo vệ và luôn được tôn trọng. Và du khách khi vào chùa để vãn cảnh hoặc là để cung bái thì bắt buộc phải tuân theo một số quy tắc mà họ bắt buộc phải thực hiện để tôn trọng chùa chiền ở đất nước này. Và tất nhiên là những nhà sư, những tăng ni Phật tử cũng rất được tôn trọng ở đất nước này. Nhưng mà nếu các bạn để ý kỹ thì trong tiêu đề của bài viết trong video hôm nay không chỉ đề cập tới thủ đô Bangkok của Thái Lan mà còn đề cập tới một từ khóa cũng không kém phần quan trọng khác, đó là Michelin. Sao Michelin là một giải thưởng rất danh giá, được ví như là Oscar và Grammy trong ngành ẩm thực nhà hàng, tức là cái danh hiệu và danh tín của nó thì cũng tương đương như là hai giải Oscar trong ngành điện ảnh và giải Grammy trong âm nhạc vậy. Các nhà hàng và quán ăn khách sạn luôn luôn cố gắng đạt được những sao Michelin để có thể đạt được những vị trí vững chắc trong ngành này. Và tất cả những nhà hàng, quán ăn, khách sạn được thưởng sao Michelin đều được ghi trong một cuốn sách cẩm năng ẩm thực hàng đầu thế giới và cũng rất nổi tiếng, có tên là Michelin Guide. Và cuốn sách này đã ra đời từ năm 1900, và những nhà hàng, khách sạn, quán ăn được đề cập trong cuốn cẩm năng nổi tiếng này luôn thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và đương nhiên là thưởng thức các món ăn và các dịch vụ ở đây hàng năm. Thì trong video này thì mình sẽ đưa các bạn đến với 10 quán ăn bình dân nha, ở thủ đô Bangkok. Và tất nhiên là nó đã được ghi trong cuốn Michelin Guide. Theo như mình thấy á, thì 10 quán ăn trong bài viết này không có quán nào giống như quán nào cả. Mỗi quán đều có những nét đặc trưng riêng, những cái feature riêng mà chúng ta luôn luôn bị ấn tượng bởi chúng. Và có một điểm đặc biệt hơn nữa là những món ăn trong những quán ăn này đều có giá rất bình dân, và theo như mình thì nó khá là mềm. Và nếu như các bạn có dịp đến với thủ đô Bangkok thì các bạn hoàn toàn có thể thưởng thức chúng. Và không dài dòng nữa ha, thì bây giờ mình sẽ nói
chia sẻ tên của tiêu đề bài báo được đề cập trong video này bằng tiếng Anh và tiếng Việt nha. Tên gốc tiếng Việt của tiêu đề của nó là 10 quán ăn bình dân ở Bangkok được Michelin giới thiệu. Và mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là tên popular restaurants in the capital of Bangkok, Thailand, introduced by Michelin Guidebook. Mình xin đọc lại tiêu đề tiếng Anh như sau. Tên popular restaurants in the capital of Bangkok, Thailand, introduced by Michelin Guidebook. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 1 của video này nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 1. Tiếp theo, mình và các bạn sẽ cùng đến với phần số 2 và phần số 3 của video này nhé.
10 popular restaurants in the capital of Bangkok, Thailand, introduced by Michelin guidebook. In addition to Ran Jay Phai restaurant that has awarded a Michelin star, the capital of Bangkok, Thailand also has many well-known restaurants serving chicken rice, fried chicken, noodles, pad thai, etc. Ran Jay Phai restaurant. This is the only street food serving restaurant that has received a prestigious Michelin star and intends to return this star due to its popularity, which leads to a lot of trouble for its chefs. This restaurant's owner, named Jay Phai, turns popular dishes of Thailand into Michelin-starred foods such as Tom Yum Goong, Pad Khi Mao, stir-fried noodles, etc. The price of each dish of this restaurant is from 12 to 36 United States dollars and worthy of a Michelin star. This restaurant is located at 327 Mahaka Road, Thailand. This restaurant has opening hours being from 3 p.m. to midnight daily and closes on Sundays. J.O. Chula Eatery. This eatery won Michelin Bib Gourmand Award and serves so delectable, Tom Yum, that there is always a long line of diners outside its door. It is estimated that each customer has to buy ticket and wait nearly 2 hours to get his or her turn because this eatery is usually very crowded. The noodles dishes at J.O. Chula Eatery are also worth a try, and their prices are only 4 to 10 United States dollars. The address of this eatery is at 113 Rong Muang Road, Pathumwan District, Thailand. This eatery is opened from 17:30 to midnight. Chakki Restaurant. Chakki Restaurant is opened by a Chinese family for more than 30 years in the capital of Bangkok, Thailand. Diners who like noodles definitely cannot ignore this restaurant because its typical dishes comprise noodle stir-fried with kway chiao, beef and wontons. If diners are hungry, they will choose noodles containing flat fibers. If they want a light meal, they will favor rice noodles. The side dish of this restaurant's noodles is the deep-fried wonton. The price of each dish of this restaurant is only about 4 United States dollars. This restaurant is located at 135th Ratchawithi Road, Ratchayui District, Thailand, and has opening hours being from 11 a.m. to 3 p.m. daily, except the first Monday of each month. Diners should arrive early because this restaurant will close when its noodles are sold out. Jajia Yentafo Eatery. This eatery's special dish is that Yen Tao Pho, served with minced pork and crispy fresh vegetables. This over 30 years old eatery is most famous for its homemade balls of grilled chopped shrimp. In addition to noodles and balls of grilled chopped shrimp, this eatery also serves egg noodles and shrimp wontons, which are all also highly appreciated. The address of this eatery is at 36 Thirds Convent Street, Bangrak District, Thailand. This eatery has opening hours being from 7 a.m. to 5 p.m. on weekdays, from 7 a.m. to 3 p.m. on weekends, and closes on Mondays. Sanguine Shri Restaurant. The old-fashioned look of this restaurant may cause fastidious diners to be discreet, but its foods are all surprisingly delicious. As Sanguine Shri Restaurant is opened in the 70s of the last century, it inherently has such vintage look that many modern coffee shops have spent a lot of money to have it. This restaurant is located near Lumphini Park and very many embassies, and attracts many visits of foreign diners thanks to its green curry and Massaman chicken curry. The price of each dish here is about 7 United States dollars. This restaurant is located at 59/1 Wit Heu Street, Pathumwon District, Thailand, has opening hours being from 10 a.m. to 3 p.m. daily, and closes on Sundays. An Guai Chiu Kua Gai Eatery. Most diners who have been to Malaysia before coming to the capital of Bangkok, Thailand, will find the fried chicken at An Guai Chiu Kua Eatery has many similarities with one in Malaysian cuisine. This eatery's biggest difference is that the chefs here use the meat of the cuttle and some dishes made from eggs to make side dishes of the foods here. The prices of this eatery's foods are from 1 United States dollar and 50 cents upwards. The address of this eatery is at 419 Luang Street, Phom Prap Satru Phai District, Thailand. This eatery's opening hours from 4 p.m. to midnight daily. Thipsamai Pad Thai Restaurant. The Pad Thai, the most popular dish in Thailand of this restaurant, is worth an enjoying.
This restaurant is usually crowded and makes diners wait a bit. However, the savory, spicy and fresh aroma of its pad thai makes them forget that difficulty as soon as they sit down and eat this dish. This restaurant is located just outside the Chinatown in the capital of Bangkok, Thailand and possesses the kitchen located right next its door, so diners are both waited and excited while seeing how their foods are prepared. This restaurant is located at 313 Maha Chai Road, Phra Nakhon District, Thailand and has opening hours being from 17:30 to midnight daily. Polo Fried Chicken Eatery. This is an eatery being worth saving when you want to eat fried chicken, being similar to one at other famous fast food serving restaurants like KFC right in the capital of Bangkok, Thailand. Being hot, crispy, spicy and fresh are the first impressions of the popular fried chicken at this eatery. Besides this main dish, this eatery also serves steamed glutinous rice and Som Tam, paw paw salad. Each course made from each half of a chicken here costs only $4 or more. The address of this eatery is at 137 over 1 and 137 thirds Polo Lane, Wireless Road, Pathum Wan District, Thailand. This eatery's opening hours are from 7 a.m. to 6:30 p.m. daily. Sanyod Restaurant. For diners to enjoy Chinese cuisine, especially the famous roasted duck, in the capital of Bangkok, Thailand, Michelin Guide book introduces Sanyod Restaurant. This restaurant is of a family of Cantonese origin who immigrated to Thailand and brought Peking roasted duck, harmoniously combined the flavors of the two regions of China and Thailand with them. Each duck here is roasted on the charcoal stove, served with tasty sweet and sour sauce or egg noodles, and has cost being only a few USD. This restaurant is located at 89K Bang Rak Street, Krung Thep Maha Nakhon City. Krung Thep Maha Nakhon is also another name for Bangkok, Thailand, and has opening hours being from 10 a.m. to 9 p.m. daily. Go Ang Pratunam Eatery. This over 50 years old and quite modest restaurant always attracts a large number of regular customers, including both locals and tourists coming from other regions. This eatery specializes in serving Hainanese style chicken rice, which is very celebrated in Southeast Asian countries. This chicken rice goes well with sliced cucumbers, broth made from chicken simmering, and a bit of sauce encompassing chilies, garlic and soy sauce. The address of this eatery is at Poonam Market, located at 960 and 962 Phetchaburi Road, Pratunam District, Thailand. This eatery's opening hours are from 5:30 a.m. to 3 p.m. and 5 p.m. to 3 a.m. daily. 10 popular restaurants in the capital of Bangkok, Thailand, introduced by Michelin Guide Book. In addition to Ranjay Phai restaurant that has awarded a Michelin star, the capital of Bangkok, Thailand also has many well-known restaurants serving chicken rice, fried chicken, noodles, pad thai, etc. Ranjay Phai Restaurant. This is the only street food serving restaurant that has received a prestigious Michelin star and intends to return this star due to its popularity, which leads to a lot of trouble for its chefs. This restaurant's owner, named Jay Phai, turns popular dishes of Thailand into Michelin starred foods such as Tom Yum Goong, Bat Ni Mao, stir-fried noodles, etc. The price of each dish of this restaurant is from 12 to 36 USD and worthy of a Michelin star. This restaurant is located at 327 Mahaja Road, Thailand. This restaurant has opening hours being from 3 p.m. to midnight daily and closes on Sundays. Chao Chula Eatery. This eatery won Michelin Built Woman Award and serves so delectable Tom Yum that there is always a long line of diners outside its door. It is estimated that
Each customer has to buy ticket and wait nearly 2 hours to get his or her turn because this eatery is usually very crowded. The noodles dishes at Jeo Chula Eatery are also worth a try, and their prices are only 4 to 10 USD. The address of this eatery is at 113 Romwang Road, Mathuwan District, Thailand. This eatery is opened from 5:30 p.m. to midnight. Chucky Restaurant. Chucky Restaurant is opened by a Chinese family for more than 30 years in the capital of Bangkok, Thailand. Diners who like noodles definitely cannot ignore this restaurant because its typical dishes comprise noodles stir-fried with kway teow beef and wontons. If diners are hungry, they will choose noodles containing flat fibers. If they want a light meal, they will favor rice noodles. The side dish of this restaurant's noodles is the deep-fried wonton. The price of each dish of this restaurant is only about 4 USD. This restaurant is located at 1/35 Ratchaviri Road, Ratchathewi District, Thailand, and has opening hours being from 11 a.m. to 3 p.m. daily, except the first Monday of each month. Diners should arrive early because this restaurant will close when its noodles are sold out. Chai Chia Yantafau Eatery. This eatery's special dish is the Yantafau served with mint bark and crispy fresh vegetables. This over 30 years old eatery is most famous for its homemade balls of grilled chopped shrimp. In addition to noodles and balls of grilled chopped shrimp, this eatery also serves egg noodles and shrimp wontons, which are also highly appreciated. The address of this eatery is at 36/3 Convent Street, Bangkrak District, Thailand. This eatery has opening hours being from 7 a.m. to 5 p.m. on weekdays, from 7 a.m. to 3 p.m. on weekends, and closes on Mondays. Sanwan Sri Restaurant. The old-fashioned look of this restaurant may cause fastidious diners to be discreet, but these foods are all surprisingly delicious. As Sanwan Sri Restaurant is opened in the 70s of the last century, it inherently has such vintage look that many modern coffee shops have spent a lot of money to have it. This restaurant is located near Lumphini Park and very many embassies and attracts many visits of foreign diners thanks to its green curry and Masaman chicken curry. The price of each dish here is about 7 USD. This restaurant is located at 59/1 Whittayu Street, Pathumwon District, Thailand, has opening hours being from 10 a.m. to 3 p.m. daily and closes on Sundays. An Wai Tiu Kua Gai Eatery. Most diners who have been to Malaysia before coming to the capital of Bangkok, Thailand, will find
The fried chicken at An Wei Tiu Kua Eatery has many similarities with one in Malaysian cuisine. This eatery's biggest difference is that the chefs here use the meat dog, the curdle, and some dishes made from eggs to make side dishes of the food here. The prices of this eatery's food are from $1.5 upwards. The address of this eatery is at 419 Lang Street, Bom Prap, Sa Chu Phai District, Thailand. This eatery's opening hours from 4 p.m. to midnight daily. Thip Samai Pad Thai Restaurant. The Pad Thai, the most popular dish in Thailand of this restaurant, is worth enjoying. This restaurant is usually crowded and makes diners wait a bit. However, the savory, spicy and fresh aroma of its Pad Thai makes them forget that difficulty as soon as they sit down and eat this dish. This restaurant is located just outside the Chinatown in the capital of Bangkok, Thailand, and possesses the kitchen located right next its door, so diners are both waited and excited while seeing how their foods are prepared. This restaurant is located at 313 Mahachai Road, Pha Nakhon District, Thailand, and has opening hours being from 5:30 p.m. to midnight daily. Polo Fried Chicken Eatery. This is an eatery being worth saving when you want to eat fried chicken, being similar to one at other famous fast food serving restaurants like KFC right in the capital of Bangkok, Thailand. Being hot, crispy, spicy and fresh are the first impressions of the popular fried chicken at this eatery. Besides this main dish, this eatery also serves steamed glutinous rice and sometimes purple salad. Each course made from each half of a chicken here costs only $4 or more. The address of this eatery is at 137/1 and 137/3 Polo Lane, Wireless Road, Pathum Wan District, Thailand. This eatery's opening hours are from 7 a.m. to 6:30 p.m. daily. Sanyod Restaurant, for diners to enjoy Chinese cuisine, especially the famous roasted duck, in the capital of Bangkok, Thailand. Michelin Guidebook introduces Sanyod Restaurant. This restaurant is of a family of Cantonese origin who immigrated to Thailand and brought Peking roasted duck, harmoniously combined the flavors of the two regions of China and Thailand with them. Each duck here is roasted on the charcoal stove, served with tasty sweet and sour sauce or egg noodles, and has cost being only a few USD. This restaurant is located at 89 Khet Bang Rak Street, Krum Thep Maha Nakhon City. Krum Thep Maha Nakhon is also another name of Bangkok, Thailand, and has opening hours being from 10 a.m. to 9 p.m. daily. Goang Pratunam Eatery. This over 50 years old and quite modest restaurant
always attracts a large number of regular customers, including both locals and tourists coming from other regions. This eatery specializes in serving Hainanese style chicken rice, which is very celebrated in Southeast Asian countries. This chicken rice goes well with sliced cucumbers, broth made from chicken simmering, and a bit of sauce encompassing chilies, garlic, and soy sauce. The address of this eatery is at Punam Market, located at 960 and 962 Phetchaburi Road, Prathunam District, Thailand. This eatery's opening hours are from 5:30 a.m. to 3 p.m. and 5 p.m. to 3 a.m. daily. 10 quán ăn bình dân ở Bangkok được Michelin giới thiệu. Ngoài quán Ranjay Phai đã nhận được một sao Michelin, Bangkok còn có rất nhiều quán cơm gà, gà rán, mì, bát thai v.v. ngon nức tiếng. Ranjay Phai, đây là quán ăn đường phố duy nhất nhận một sao Michelin danh giá và có ý định trả lại danh hiệu này do sự nổi tiếng dẫn đến nhiều phiền phức cho đầu bếp. Bà chủ Jay Phai là người biến những món ăn phổ biến của Thái Lan thành đồ ăn hạng Michelin như tom yum goong, mì xào bát ki mao, trứng ốp lết cua v.v. Giá mỗi món ở đây từ 12 đến 36 USD, không hề rẻ so với một tiệm vỉa hè, nhưng xứng đáng với một sao Michelin. Quán nằm ở số 327 đường Mahacha, giao lộ với Samranath. Giờ mở cửa từ 15 giờ đến nửa đêm hàng ngày, đóng cửa vào Chủ nhật. Cheo Chula từng nhận giải Michelin Beep Woman. Quán ăn này phục vụ tom yum ngon đến mức luôn có hàng dài thực khách xếp hàng ngoài cửa. Ước tính mỗi khách tới phải đợi gần 2 tiếng mới đến lượt vì quán quá đông. Những ai mua vé trước mới được ưu tiên. Các món mì ở Cheo Chula cũng đáng để bạn thử và giá chỉ từ 4 đến 10 USD mỗi món. Địa chỉ của quán ăn này ở 113 Rong Muang, quận Pathumwan. Quán mở cửa từ 17:30 đến nửa đêm. Chucky là quán ăn của một gia đình gốc Hoa đã mở bán hơn 30 năm ở thủ đô Bangkok. Những thực khách thích mì chắc chắn không thể bỏ qua địa chỉ này vì món ruột ở đây là mì xào bò, quay tèo và mì hoành thánh. Nếu đang đói, hãy chọn mì sợi dệt. Nếu chỉ muốn ăn nhẹ thì mì gạo sẽ hợp hơn. Món ăn chơi cùng mì là hoành thánh chiên giòn. Giá mỗi món chỉ khoảng 4 USD. Quán nằm ở số 1/35 đường Ratchawithi, quận Ratchathewi. Giờ mở cửa từ 11 giờ đến 15 giờ hàng ngày, trừ thứ hai đầu tiên của tháng. Thực khách nên đến sớm vì quán sẽ đóng cửa khi bán hết mì. Chay chia Yen Ta Pho. Món đặc biệt của Yen Ta Pho là súp mì hồng hay Yen Ta Pho, ăn kèm thịt lợn bằm và rau tươi giòn. Quán ăn hơn 30 năm tuổi này nổi tiếng nhất với phần chả tôm viên nhà làm. Ngoài mì và chả tôm viên, quán còn phục vụ mì trứng kèm hoành thánh tôm cũng được đánh giá cao. Địa chỉ của quán ăn này ở số 36/3 đường Convent, quận Bangrak. Giờ mở cửa từ 7 giờ đến 17 giờ vào các ngày trong tuần, từ 7 giờ đến 15 giờ vào cuối tuần và đóng cửa vào thứ hai. Sangwan Sri, vẻ cũ kỹ của quán ăn này có thể khiến những thực khách khó tính phải e dè, nhưng đồ ăn ngon bất ngờ. Các tiệm cà phê hiện đại phải tốn nhiều tiền để có vẻ ngoài vintage, nhưng Sangwan Sri vốn đã vậy do mở bán
từ thập niên 70 của thế kỷ trước, nằm gần công viên Lumphini và rất nhiều đại sứ quán. Thực khách nước ngoài thường ghé quán vì món cà ri xanh và cà ri gà Masaman. Giá mỗi món ăn ở đây khoảng 7 USD. Quán nằm ở số 59-1 đường Whittayu, quận Pathumwan. Giờ mở cửa từ 10 giờ đến 15 giờ hàng ngày, đóng cửa vào Chủ nhật. Ăn quay tiêu cua gai. Hầu hết thực khách từng đến Malaysia trước khi tới Bangkok sẽ thấy món gà chiên tại Ăn quay tiêu cua. Có nhiều nét tương đồng với ẩm thực Malaysia. Điểm khác biệt lớn nhất là tại đây, đầu bếp thêm thịt mực và trứng chảy để làm topping cho các món ăn ở đây. Giá đồ ăn từ 1,5 USD mỗi món. Địa chỉ của quán ăn này ở số 419 đường Loang, quận Bomprap, Sachuphai. Giờ mở cửa từ 16 giờ đến nửa đêm hàng ngày. Thip Samai Pad Thai. Pad Thai, món ăn phổ biến và được ưa chuộng nhất ở Thái Lan của quán này, rất đáng để thực khách thưởng thức. Quán thường đông đúc và làm cho thực khách phải chờ đợi đôi chút. Tuy nhiên, hương vị cay và tươi ngon của Pad Thai ở đây làm thực khách quên ngay khi ngồi xuống ăn. Nằm ngay bên ngoài khu phố hoa ở Bangkok, bếp ăn được bố trí ngay bên cạnh cửa nên thực khách vừa chờ đợi vừa phấn chấn. Khi xem món ăn của mình được chế biến như thế nào. Quán nằm ở số 313 đường Mahachai, quận Phanakorn. Giờ mở cửa từ 17:30 đến nửa đêm hàng ngày. Polo Fried Chicken. Bỏ qua các tiệm ăn nhanh như KFC, đây là một địa chỉ đáng lưu lại khi bạn muốn ăn gà rán ở Bangkok. Nóng hổi, giòn rụm, cay nồng và tươi mới là những ấn tượng đầu tiên về đĩa gà rán bình dân ở quán ăn này. Bên cạnh món chính này, quán còn có phục vụ kèm xôi và gói đu đủ som tam. Mỗi món ăn chế biến từ nửa con gà ở đây có giá từ 4 USD rất phải chăng. Địa chỉ của quán ăn này ở 137-1 và 137-3 ngõ Polo, đường Wireless, quận Pathumwan. Giờ mở cửa từ 7 giờ đến 18:30 hàng ngày. Sanyot. Để thưởng thức ẩm thực Trung Hoa ở Bangkok, Michelin Guide giới thiệu thực khách đến Sanyot để ăn món vịt quay chứ danh. Đây là quán ăn của một gia đình gốc Quảng Đông di cư đến Thái Lan, mang theo món vịt quay Bắc Kinh, kết hợp hài hòa hương vị của hai vùng đất Trung Thái. Vịt được quay bằng than hoa, ăn kèm sốt chua ngọt hoặc mì trứng thơm ngon, mà giá chỉ vài USD. Quán nằm ở số 89 Khét Bang Rác, thành phố Krumthep Mahanakhon. Krumthep Mahanakhon còn là một tên gọi khác của thủ đô Bangkok. Giờ mở cửa từ 10 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Goang Pratunam. Quán ăn hơn 50 năm tuổi trông có vẻ khiêm tốn này luôn thu hút một lượng lớn khách thường xuyên tới ăn, từ dân địa phương đến du khách đến từ vùng khác. Goang Pratunam chuyên phục vụ món cơm gà kiểu Hải Nam rất nổi tiếng ở các nước Đông Nam Á. Món cơm gà này ăn rất hợp với dưa chuột sắt lát, nước súp từ gà và chút sốt, xì dầu, tỏi ớt. Địa chỉ của quán ăn này là ở chợ Bu Nam, 960 và 962 đường Phetchaburi, quận Pratunam. Giờ mở cửa là từ 5 giờ 30 đến 15 giờ và 17 giờ đến 3 giờ sáng hàng ngày. Vừa rồi, trong phần mở đầu, khi mình đọc tiêu đề của bài viết thì mình đã đọc sai âm nhấn của từ Bangkok, chính là thủ đô của Thái Lan được đề cập trong đó.
Và mình xin được đọc lại tên chính xác của thủ đô của nước Thái Lan là Bangkok nhé. Và vừa rồi chúng ta đã hoàn thành phần số 3 của video này. Và sau đây, sau khi các bạn đã nghe hết file nhạc thì chúng ta sẽ bước vào phần số 4 của video này nhé. Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, động từ award có một nghĩa, đó là thưởng hoặc tặng hoặc phạt. Từ số 2, tính từ well known. Mình đọc lại từ này nhé, là well known, có nghĩa là nổi tiếng hoặc được nhiều người biết đến. Từ số 3, tính từ prestigious, có nghĩa là có uy tín hoặc có thanh thế, hoặc đem lại uy tín, hoặc đem lại thanh thế, hoặc danh giá. Từ số 4, động từ intend, có nghĩa là có ý định hoặc có ý muốn hoặc dự định hoặc dự kiến. Từ số 5, danh từ popularity có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là tính đại chúng hoặc tính phổ biến, và nghĩa số 2 là tính chất được nhiều người yêu mến hay khâm phục, hoặc tình trạng được nhiều người yêu mến hay khâm phục. Từ số 6, tính từ worthy có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là xứng đáng với cái gì đó hoặc đáng làm việc gì đó. Nghĩa số 2 là đáng coi trọng hoặc đáng được kính trọng hoặc đáng được cân nhắc. Nghĩa số 3 là đáng kính hoặc đáng trọng hoặc đáng được kính trọng hoặc đáng được thừa nhận. Nghĩa số 4 là thích đáng hoặc thích hợp. Và nghĩa số 5 là xứng đáng hoặc tiêu biểu cho. Từ số 7, hai danh từ eatery và eating house cùng có nghĩa là nhà hàng hoặc quán ăn. Từ số 8, tính từ delectable có nghĩa là ngon lành hoặc thú vị hoặc khoái trá. Từ số 9, danh từ wanton có nghĩa là hoành thánh hoặc mì hoành thánh. Từ số 10, tính từ flat có 12 nghĩa. Nghĩa số 1 là bằng phẳng hoặc bệt hoặc tẹt. Nghĩa số 2 là nhẵn. Nghĩa số 3 là cùng màu hoặc đồng màu. Nghĩa số 4 là nông.
Nghĩa số 5 là hoàn toàn hoặc thẳng hoặc thẳng thừng hoặc dứt khoát. Nghĩa số 6 là nhạt hoặc tệ nhạt hoặc vô duyên. Nghĩa số 7 là ế ẩm. Nghĩa số 8 là không thay đổi hoặc không lên xuống hoặc đứng im. Nghĩa số 9 là bẹp hoặc xì hơi. Nghĩa này chỉ được dùng khi nói về lốp xe. Nghĩa số tiếp theo là bài hoài hoặc buồn nản. Nghĩa kế tiếp là khánh kiệt. Và nghĩa số cuối cùng là sáng trong âm nhạc. Từ số 11, cụm danh từ side dish có nghĩa là món ăn kèm hoặc món ăn chơi. Từ số 12, giới từ except có nghĩa là trừ hoặc trừ ra hoặc không kể. Từ số 13, cụm động từ to sell out có nghĩa là bán hết sạch hoặc bán hết hẳn. Mình xin đọc lại nghĩa của cụm từ này là bán hết sạch hoặc bán hết hẳn. Từ số 14, động từ mince có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là băm hoặc thái nhỏ hoặc cắt nhỏ. Và nghĩa số 2 là đi đứng ống ẹo hoặc nói ống ẹo. Từ số 15, danh từ ball có 8 nghĩa. Nghĩa số 1 là buổi khiêu vũ. Mình xin đọc lại từ này là ball, ball. Nghĩa số 2 là quả cầu hoặc hình cầu. Nghĩa số 3 là quả bóng. Nghĩa số 4 là đạn. Nghĩa số 5 là cuộn hoặc búi. Nghĩa số 6 là viên. Nghĩa số 7 là chuyện nhảm nhí hoặc chuyện vô lý. Và nghĩa số 8 là tinh hoàn trong giải phẫu. Từ số 16, cụm danh từ grilled, chopped, shrimp có nghĩa là chả tôm. Vừa rồi trong phần 3 thì mình đã đọc từ này chưa chính xác lắm. Và mình xin được đọc lại từ này là grilled, chopped, shrimp. Mình đọc lại lần nữa nhé, là grilled, chopped, shrimp. Từ số 17, động từ appreciate có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là đánh giá đúng hoặc đánh giá cao hoặc hiểu rõ giá trị hoặc thưởng thức. Nghĩa số 2 là hiểu với sự thông cảm. Nghĩa số 3 là cảm kích. Và nghĩa số 4 là lên giá hoặc tăng giá trị. Từ số 18, danh từ weekday có nghĩa là ngày thường trong tuần ngoại trừ ngày chủ nhật. Từ số 19, danh từ look. Mình đọc lại nhé, look, look có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là cái nhìn. Nghĩa số 2 là vẻ mặt hoặc nét mặt. Nghĩa số 3 là ngoại hình hoặc nhan sắc. Và nghĩa số 4 là phong cách hoặc mốt. Từ số 20, tính từ fastidious có nghĩa là khó tính hoặc khó chiều hoặc cảnh vẻ. Từ số 21, tính từ discreet hoặc discreet có nghĩa là thận trọng hoặc dè dặt hoặc kín đáo. Từ số 22, danh từ embassy có nghĩa là đại sứ quán hoặc sứ quán hoặc tòa đại sứ. Và nghĩa số 2 là sứ thần. Từ số 23, hai danh từ cuddle và cuddlefish cùng có nghĩa là con mực. Từ số 24, tính từ savory. Cả hai từ này cùng được đọc như vậy nhé. Và nó có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là thơm ngon hoặc có hương vị ngon miệng. Nghĩa số 2 là có hương vị mặn hoặc có hương vị gắt hoặc không dịu ngọt. Nghĩa này chỉ được dùng để nói về thức ăn.
Mình xin đọc lại nghĩa số 2 là có hương vị mặn hoặc có hương vị gắt hoặc không dịu ngọt. Và nghĩa này chỉ được dùng để nói về thức ăn thôi nhé. Nghĩa số 3 là lành mạnh hoặc đáng kính. Và nghĩa này của từ này chỉ được dùng trong câu phủ định. Và nghĩa số 4 là sạch sẽ hoặc thơm tho. Từ số 25, tính từ excited có nghĩa là bị kích thích hoặc bị kích động hoặc sôi nổi hoặc phấn chấn. Mình xin đọc lại nghĩa là bị kích thích hoặc bị kích động hoặc sôi nổi hoặc phấn chấn. Từ số 26, tính từ worth có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là có. Nghĩa số 2 là đáng hoặc bỏ công. Và nghĩa số 3 là đáng giá hoặc có một giá trị nào đó. Từ số 27, cụm danh từ steamed, glutinous rice có nghĩa là sôi. Từ số 28, hai danh từ pawpaw và pawpaw cùng có nghĩa là cây đu đủ hoặc quả đu đủ. Mình xin đọc lại nghĩa là cây đu đủ hoặc quả đu đủ. Từ số 29, danh từ course có 10 nghĩa. Nghĩa số 1 là tiến trình hoặc dòng hoặc quá trình hoặc diễn biến. Nghĩa số 2 là sân chạy đua hoặc vòng chạy đua hoặc trường đua ngựa. Nghĩa số 3 là hướng hoặc chiều hướng hoặc đường đi. Nghĩa số 4 là cách cư xử hoặc cách giải quyết hoặc đường lối hoặc con đường. Nghĩa số 5 là bất cứ món riêng biệt nào của bữa ăn. Nghĩa kế tiếp là loạt hoặc khóa hoặc đợt hoặc lớp. Nghĩa kế tiếp là hàng gạch hoặc hàng đá. Nghĩa tiếp theo là đạo đức hoặc tư cách. Mình xin đọc lại nghĩa này là đạo đức hoặc tư cách. Mình xin lỗi nhé, nghĩa kế tiếp là kỳ hành kinh. Và nghĩa cuối cùng là ngựa chiến hoặc con tuấn mã. Từ số 30, danh từ land có 4 nghĩa. Mình xin lỗi, có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là đường nhỏ hoặc đường làng. Nghĩa số 2 là đường hẻm hoặc ngõ hẻm. Nghĩa số 3 là khoảng giữa những hàng người. Nghĩa số 4 là đường quy định dành cho tàu biển. Mình xin đọc lại nghĩa này là đường được quy định dành cho tàu biển. Và nghĩa số 5 là làn đường hoặc làn đường bộ. Từ số 31, động từ introduce có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là giới thiệu. Nghĩa số 2 là đưa vào hoặc đưa đạo luật dự thảo ra nghị viện. Nghĩa số 3 là khai tâm cho hoặc vỡ lòng cho. Và nghĩa số 4 là mở đầu. Từ số 32, danh từ origin có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là gốc hoặc nguồn gốc hoặc căn nguyên hoặc khởi nguyên. Và nghĩa số 2 là dòng dõi hoặc lai lịch. Từ tiếp theo, cụm danh từ Peking duck có nghĩa là vịt Bắc Kinh. Từ số 34, trạng từ harmonious có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là hài hòa hoặc cân đối. Và nghĩa số 2 là hòa thuận hoặc hòa hợp. Từ số 35, tính từ modest có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là khiêm tốn hoặc nhún nhường hoặc nhũn nhặn. Nghĩa số 2 là thùy mị hoặc nhu mì hoặc e lệ. Và nghĩa số 3 là vừa phải hoặc phải chăng hoặc có mức độ hoặc bình thường hoặc giản dị.
Từ số 36, động từ slice có hai nghĩa. Mình xin đọc lại từ này là slice. Nghĩa số 1 là lạng hoặc sắt lát. Và nghĩa số 2 là đánh xoáy bóng gôn sang tay thuận trong môn đánh gôn. Phần từ vựng số 4 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này thì các bạn ngoài việc biết thêm được về những từ vựng tiếng Anh mới thì còn biết thêm được về những quán ăn, đồng thời cũng là những địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ sở chùa vàng Thái Lan. Và nếu như có dịp đến với đất nước là xứ sở của những nụ cười này, thì các bạn ngoài việc ghé thăm những chùa chiền và những địa điểm du lịch khác, thì các bạn cũng đừng quên ghé đến những quán ăn này và thưởng thức những món ăn đặc sắc ở những quán này nhé. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn và xin chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin tạm biệt các bạn.